Tối ngày 21 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền lưu động phục vụ cơ sở đợt 2 năm 2022 tại xóm Lý Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Điểm nhấn trong đợt tuyên truyền này là chủ đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các khu di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, kỷ niệm 90 năm xác nhận nền văn hóa Hòa Bình. Qua lời ca tiếng hát, các tiểu phẩm, phóng sự tuyên truyền và tuyên truyền miệng nhằm giới thiệu về nền văn hóa Hòa Bình và ca ngợi quê hương Hòa Bình trên đường đổi mới. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh và các tiết mục văn nghệ giao lưu của xã Phong Phú đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho bà con nhân dân đến dự. Ngoài huyện Tân Lạc, trong đợt 2 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh còn tổ chức 4 cuộc tuyên truyền tại 4 huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, Cao Phong và Kim Bôi.